chỉ đường Google Maps ngày càng trở nên thông dụng và được sử dụng rộng rãi trên khắp các nẻo đường. Không chỉ những chú xe ôm sử dụng mà nó còn vô cùng hữu hiệu cho tất cả chúng ta, nhất là khi đi lại trên những thành phố lớn, giúp chúng ta tiết kiệm tối đa thời gian lần mò tìm đường, hỏi đường. Thế nhưng bạn biết không, Google Maps không chỉ là app chỉ đường mà nó còn đã từng cứu mạng người và giúp người ta tìm được người mất tích sau nhiều năm đấy. Vậy nó giúp người bằng cách nào? Hãy cùng xem gì hôm nay khám phá ngay thế nào! Tìm ra chàng trai mất tích 11 năm. Azahuru sinh ra ở huyện Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia. Khi mới lên 5 tuổi thì cậu tình cờ gặp một người biểu diễn trên đường phố trong lúc đi bộ từ tiệm trò chơi về nhà. Khi nói chuyện thì tên này hứa sẽ đưa Evan về nhà, xong lại là kẻ xấu bắt đi và ép cậu đi khắp nơi biểu diễn. Không thể làm gì khác, Evan đã phải đi theo kẻ xấu trong suốt 2 năm. Cho đến khi lực lượng chức năng truy quét, tên này bỏ lại Evan một mình để kịp thời chạy thoát thân. Do không biết nhà mình ở đâu thì cơ quan chức năng khi ấy đành đưa cậu vào cô nhi viện. Bị kẻ xấu bắt đi từ lúc lên 5, Evan chưa bao giờ ngồi ngoài nỗi nhớ nhà. Hơn 11 năm sống rời vòng tay cha mẹ thì cậu luôn cố gắng nhớ lại những địa điểm quen thuộc tại quê nhà, đặc biệt là khu chợ mà Evan thường được mẹ rất ghé qua. Cuối cùng thì may mắn đã đến khi mà Evan tìm thấy khu chợ truyền thống Gong Gang. Nhưng điều kỳ lạ là cậu tìm thấy địa điểm thân thuộc thuở bé nhờ ứng dụng Google Maps. Ngay lập tức thì địa chỉ khu chợ được nhân viên tại trung tâm thông báo cho ban quản lý địa phương. Cuối cùng thì Evan cũng đã trở lại ngôi nhà của mình sau 11 năm ròng rã. Subano, cha của Evan cho biết ông gần như từ bỏ mọi hy vọng tìm thấy con trai. Sau 11 năm tìm kiếm vô vọng thì ông chỉ còn dám cầu nguyện cho con vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời. Người đàn ông nghẹn ngào cảm tạ những người đã chăm sóc và dạy dỗ Evan suốt 11 năm qua. Tìm thấy thi thể sau 22 năm mất tích. Tháng 11 năm 1997 thì một người đàn ông tên là William Moss, 40 tuổi, đến một hộp đêm ở Lantana, Florida, Mỹ và sau đó thì rời đi một mình nhưng mà không có vẻ gì là bị say xỉn. Ông gọi cho bạn gái và báo rằng sẽ về sớm nhưng rồi lại mất tích. Cảnh sát suy đoán thì Moss có thể đã mất kiểm soát và lao xuống hồ khi lái xe vào ban đêm nhưng chưa đưa ra được kết luận cuối cùng. Gia đình ông đã nỗ lực trong nhiều năm để tìm kiếm tung tích của ông nhưng mà không nhận về được gì. Gia đình đã đành phải thông báo cáo phó cho ông, dù trong lòng họ vẫn băn khoăn liệu ông còn sống hay là đã chết. Đến năm 2019 thì một người đàn ông sống trong khu vực Grand Isles thuộc Wellington, hạt Palm Bay, đang kiểm tra hình ảnh vệ tinh Google Earth thì nhìn thấy một thứ gì đó giống chiếc ô tô dưới hồ. Anh ta bèn liên lạc cho một người dân khác ở Grand Isles để kiểm tra. Ban đầu ông này không tin nhưng mà sau khi sử dụng flycam thì người này xác nhận đúng là có một chiếc ô tô màu trắng nằm dưới hồ cạnh nhà mình và liên lạc với phòng cảnh sát vào ngày 28 tháng 8. Tới nơi thì cảnh sát sử dụng các thiết bị cần thiết để đưa chiếc xe lên, với phần bên ngoài đã bị vôi hóa nặng lên khỏi hồ. Họ cũng tìm thấy một bộ xương kẹt bên trong. Sau đó thì người ta xác định được bộ xương này chính là của ông William Moss mất tích 22 năm về trước. Google Maps thì đã không cứu được mạng người đàn ông này, nhưng đã giúp cho gia đình ông buông bỏ được chấp niệm và có câu trả lời cho những điều băn khoăn trong lòng bấy lâu, đúng không nào? Tìm thấy gia đình sau 26 năm đi lạc. Vào năm 1986, 12 năm trước khi Google được thành lập, khi còn là một cậu bé, Saro Munshikhan đã nằm ngủ quên trên chiếc tàu đang dừng tại nhà ga tỉnh Berhampur, Ấn Độ, trong khi người anh trai của cậu tên là Gundu, 14 tuổi đang đi lang thang ngoài nhà ga và lạc mất đứa em trai của mình. Một vài giờ sau đó, khi tỉnh dậy thì cậu bé không biết rằng mình đã đi xa khỏi nhà ga cũ hơn 1.500 km và đến tỉnh Calcutta. Kể từ đó thì cậu bắt đầu cuộc sống xa gia đình và người thân. Nhiều tuần sau đó thì Saro sống lang thang trên các đường phố, được đưa vào trại trẻ mồ côi và cuối cùng thì được một gia đình người Úc nhận về nuôi và chuyển về Hobart, Tasmania. Không ai có thể tin nổi sau 26 năm, hơn 1/4 của thế kỷ thì ông đã tìm thấy đường về nhà nhờ Google Earth. Năm 2011 thì bằng những ký ức mơ hồ và thông qua hình ảnh của Google Earth, Saro đã xác định được quê nhà. Sử dụng tính năng chủ đạo trong Google Earth, anh đã vạch ra một bán kính dự đoán mình đã đi bằng tàu hỏa bao xa. Bằng kỷ niệm mơ hồ thì anh đã phát hiện ra một khu phố, con đường và những mái nhà bằng tôn quen thuộc. Năm 2012 thì Saro bắt đầu chuyến đi từ Úc trở về Khanwa, Ấn Độ. Khi đến nơi thì anh đã chia sẻ câu chuyện của mình với những người dân địa phương. Người ta đã giúp anh tìm thấy con đường trở về nhà với mẹ, anh trai và em gái của mình. 26 năm vô tình rời khỏi nhà thì cuối cùng đã tìm thấy con đường trở lại nhà của mình. Anh chia sẻ bản thân chỉ thật sự đang sống khi được trở về với gia đình của mình. Được cứu khỏi đảo hoang. Ba người đàn ông quyết định rủ nhau lên thuyền để ra biển lớn đánh bắt cá, cũng như là tận hưởng không khí trong lành, thì bất ngờ chiếc thuyền của họ lại gặp sự cố. Họ đã cố gắng đến được bờ của một hòn đảo, tuy nhiên điều đáng nói là hòn đảo này lại là một hòn đảo hoang mà họ chưa từng có kinh nghiệm mạo hiểm hay là có kỹ năng sinh tồn gì cả. Thế nhưng trong đầu họ nảy ra sáng kiến, họ quyết định thu gom rất nhiều lá và cành cây để chặt và xếp thành hình chữ hép. Không lâu sau thì hình ảnh này đã được phát hiện bởi Google Earth
Ngay lập tức thì họ đã điều động một chiếc máy bay của Hải quân Hoa Kỳ bay thẳng tới hòn đảo và tìm thấy tín hiệu cầu cứu của những người đàn ông. Cái kết đẹp đã diễn ra và thế là họ kết thúc chuyến đi phiêu lưu của mình và trở về đoàn tụ với gia đình và các thành viên khác. Thật sự là rất may mắn vì sẽ rất khó nếu như những người đàn ông này ở đảo hoang thêm vài ngày nữa. Đứa trẻ bị bắt cóc về nhà sau 23 năm. Lu Gang sinh ra ở thị trấn nhỏ ở thành phố Wanhang, miền Nam Tứ Xuyên. Bố mẹ của Lu cho hay, cậu bé mất tích khi đang trên đường đến trường mẫu giáo năm 1990. Gia đình Lu vật vã tìm mọi cách để tìm con trai nhưng mà không có kết quả. Sau đó thì họ bỏ cuộc và nhận một người con gái nuôi. Họ không biết rằng con trai của họ bị bắt cóc và đưa đến tỉnh Phúc Kiến cách Tứ Xuyên hơn 1.500 km. Mặc dù bố mẹ nuôi của Lu rất yêu anh và coi anh như con ruột, nhưng Lu vẫn muốn tìm cha mẹ ruột, những người luôn hiện diện trong trí nhớ của Lu. Tuy nhiên, sự vật nổi bật nhất mà Lu có thể nhớ về quê cũ chỉ là một con sông nhỏ, một con đường và hai cây cầu. Anh vẽ tấm bản đồ sơ lược về quê hương trong trí nhớ rồi đăng lên Bring Lost Baby Home, một diễn đàn tìm gốc gác cho các em nhỏ bị lạc của các tình nguyện viên. Ngay sau đó thì một tình nguyện viên viết thư lại với thông tin quý giá. Một cặp vợ chồng ở thị trấn nhỏ Wuhang lạc mất con trai 23 năm trước. Thời gian trùng khớp với trường hợp của Lu. Lu tìm các bức ảnh trên mạng về thị trấn đó và nhìn thấy những hình ảnh quen quen. Để xác minh nghi vấn này thì anh dùng công cụ Google Maps với các bức ảnh chụp vệ tinh. Giây phút anh zoom cận cảnh vào địa điểm Zaljiba, anh nhận ra hai cây cầu quen thuộc khi xưa. Sau khi giám định ADN thì anh đã có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt với cha mẹ ruột và ông bà ở Tứ Xuyên. Được cứu khỏi vùng hẻo lánh. Một cậu bé 14 tuổi có tên là Austin Bohannan ở Tennessee đã đi bộ đường dài trên một con đường mòn trên núi. Cậu ta sau đó bị lạc đường mà lại chỉ có một mình. Đáng sợ hơn là khi cậu kiểm tra điện thoại của mình thì phát hiện ra mình đang ngoài vùng phủ sóng. Và cậu quyết định tắt điện thoại đi. Cậu đã lòng vòng trong suốt một ngày nhưng vẫn không thể tìm được đường ra. Ngày hôm sau thì người cha dượng của cậu đã báo cảnh sát rằng cậu đã mất tích. Các cảnh sát đã không cử nhiều người tìm kiếm vì sợ như thế sẽ làm mất đi dấu vết mà cậu để lại. Thế nhưng các cuộc tìm kiếm diễn ra trong 10 ngày và không hề có manh mối gì. Đến ngày 11 thì cậu bé chợt phát hiện ra điện thoại của mình không có sóng nhưng vẫn định vị được GPS. Và thật may mắn là Google Maps đã dẫn cậu ra khỏi vùng hẻo lánh trên bờ sông Tapcap Creek. Cậu sau đó đã được đưa tới viện để điều trị vì kiệt sức và mất nước. Nhưng dù sao thì cũng thật may mắn vì cậu bé đã giữ được mạng nhờ Google Maps đúng không nào? Gặp lại người ông quá cố của mình. Một người phụ nữ có tên là Jaja đã chia sẻ câu chuyện của mình với CNN rằng ông cô đã mất từ vài năm trước, nhưng tiếc rằng cô không có cơ hội đến và tự biệt ông lần cuối. Điều này đã khiến cho cô trăn trở trong rất nhiều năm. Mãi đến sau này cô mới phát hiện ra xe của Google Maps từng đi qua trang trại của ông. Vì tò mò, cô và gia đình đã tìm kiếm lại ngôi nhà của ông, thì bất ngờ thay cô bắt gặp hình ảnh người đàn ông quá cố đang ngồi ngay nơi cuối con đường. Cả nhà đã rất xúc động. Cô chia sẻ, rất cảm kích khi mà nhờ vào Google Street, cô đã có thể nhìn lại hình ảnh ông lần cuối cùng đúng như tâm nguyện của mình. Bạn có bất ngờ với những lần mà Google Maps cứu con người thoát chết và đưa họ trở về nhà sau thời gian dài hay không? Bạn bất ngờ với câu chuyện của ai nhất? Thì hãy để lại bình luận chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn cho chúng mình biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chân thiện của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.